Thân ái xin chào tất cả các anh em, xin chào mọi người. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio xin giới thiệu đến với các anh em chúng ta những sản phẩm tương đối là khủng đến từ đất nước Nhật Bản. Đó là đôi loa rất to, rất khủng của những năm 70 của thế kỷ trước. Đó là đôi loa Sony SSG7. Đôi loa này thì Quý Nguyễn cũng từng bán, từng cho nó ra đi với những đôi rất đẹp, đẹp như hoa hậu, đẹp như những đôi loa trước màn hình của các bạn đây. Đôi loa Sony G7, đôi loa cực kỳ to, chiều cao nó đến 95 phân. 95 phân các bạn. Và chiều rộng nó 52 phân và chiều sâu là 44. Rất to và đôi loa thùng gỗ lạng cực kỳ đẹp luôn. Chúng ta có thể xem một quanh cái loa trước rồi chúng ta đôi loa này thì có thể nói là không có chê vào đâu được. Rất đẹp. Rất đẹp, cái màu gỗ theo cái màu theo năm tháng nó nâu nâu đen đen nha. Đôi loa đặc biệt là đôi loa này phía sau nó cũng rất đẹp và series thì trùng nhau, series thì trùng luôn. Đấy các bạn, series bên này là 221634. Đôi loa này chậm quá, đôi loa này các bạn vừa chơi karaoke vừa chơi nhạc thì vô tư luôn. Nếu mà so sánh một đôi 301 AV hay là series 3 thí dụ như vậy, đôi loa bốt mười mấy triệu, so với đôi loa này thì đôi loa này ăn đứt đôi đường, phải nói là vậy các bạn nhé. Vâng, các bạn thấy đôi loa phía mặt trước của nó, nhà thiết kế người ta thiết kế rất đẹp, có những cái màn caro, có những cái khung caro này. Đôi loa này còn 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 nguyên luôn, nó đẹp. Khung caro để tản âm, tác dụng của nó tản âm. Và cấu hình của nó gồm ba quay một chép, cái chép này là chép còi luôn á chứ không phải là chép thường đâu các bạn, và một mic và một bắt bắt 38 theo thông số kỹ thuật của nó là 38 nha. Màn giấy viền vải tất cả còn nguyên bản từng con ốc, kể cả cái viền này, viền vải luôn, viền vải tẩm dầu đấy. Và có hai cái nút tinh chỉnh nha, Sony SSG7. Vâng, các bạn xem tí chiếc loa bên này. Xem tí chiếc loa bên này. Đây, chiếc loa bên này thì các bạn xem mặt trên trước này. Nó cũ theo năm tháng đúng không? Cái màu nâu nâu và một chép, một mic, một bát này. Và cái màn trước này rất đẹp các bạn nha. Rất đẹp. Và đặc biệt đôi loa này thì kể cả khung khung e căng, khung e căng rất nặng, nổi cái một cái căng không là 5 kg rồi, đôi loa nặng khoảng 48 kg một thùng. G7 này vẫn còn ha. Khung e căng rất nặng, rất đẹp. Vâng, đây. Đây các bạn. Và các bạn ở xem là các bạn thấy được cái độ đẹp của nó. Khung e căng vẫn còn nguyên bản. Rất đẹp nha. Và các bạn có thể xem từ xa bên hông của chiếc loa, hai chiếc loa luôn. Mình để trên bàn quay cũng cũng dễ quan sát. Đấy, hai chiếc loa luôn. Rất đẹp. Đấy. Và bây giờ các bạn xem mình mổ xẻ cặp loa này ra để các bạn xem luôn. Trước khi mổ xẻ thì chúng ta hãy chờ trong giây lát, chúng ta giới thiệu luôn một chiếc âm ly mà để ghép với chiếc loa này, đó là âm ly Sansui QR X6500. Con Sansui này cũng là tương đối khủng này. Có vỏ gỗ zin, chiều rộng của công ly 54, chiều sâu là 36 luôn. Rất đẹp, cái vỏ gỗ rất đẹp các bạn nha. Rồi, ok, mình lấy cái vỏ gỗ ra, vỏ gỗ nó còn luôn cái tem này. Đấy. Lấy cái vỏ gỗ ra mình xem luôn cái con này. Con này thì các bạn khỏi phải lăn tăn rồi, nó đẹp. Đẹp keng nha. QR6500. Đấy, nó chạy 8 con sò Toshiba. 8 sò Toshiba chữ đỏ. Này các bạn. Sò Toshiba chữ đỏ. Đấy. Rất rõ phải không? Các bạn nhìn được không? Bụi bặm quá trời luôn. Vâng, đấy. Rất đẹp. Mình có bốn xem bốn sò bên này luôn. Rồi, đây các bạn. 8 sò Toshiba chữ đỏ. Mình cận cảnh một tí. 23C793. Đấy. Rất đẹp. Và con ly còn 7 màu luôn. Rất đẹp luôn.
Vâng, rồi bây giờ các bạn mình test cái âm ly này về radio luôn đi, mình test luôn này, radio đài đang để đài AM. trong cuộc gặp. Thượng nghị sĩ Jenner, trước tiên chúng ta cần đặt mối quan hệ Mỹ Thổ Nhĩ Kỳ lên bàn đàm phán. Đã có rất nhiều lời ra tiếng vào ở cả trong nước và đấy, quốc tế về vấn đề là này. Vì vậy chúng radio, ta cần phải cùng nhau thảo radio luận để của đài AM. Những gì chúng ta và có thể làm cùng nhau và sẽ bây làm giờ trong thời gian tới. Mình test đài FM nha, mình tới đài FM, mình hạ volume xuống và mình chuyển sang FM. FM các bạn nè, đây và mình dò đài. Rất rõ luôn. Khán giả thân mến, đã bao giờ quý vị đặt ra câu hỏi vì sao đấy, người đó là FM. Hỏng, rồi, bây giờ hai cái mình cũng đã test rồi phải không? Bây giờ các bạn xem luôn, mình giải phẫu cái con đôi loa Sony này ra để các bạn xem phía trong nó như thế nào, nó làm sao nha. Cực kỳ hợp luôn. Và mình làm một cái clip này để các bạn xem xong á, là mình sẽ test nhạc riêng ra để các bạn xem. Chứ vì cả như vậy nên là hai sản phẩm này nó đã trên 10 phút rồi. Vâng, xin mời các bạn vào xem giải phẫu cái đôi loa Sony. Xin mời. Vâng, xin chào các bạn. Bây giờ Quý Nguyễn cho đôi loa nó nằm xuống rồi và giải phẫu ra để cho các bạn xem nội thất của đôi loa khủng Sony G7 này nó như thế nào. Nói chung là hàng Quý Nguyễn rất đẹp, đẹp và không có điểm trừ. Cho nên mỗi khi làm là mình luôn luôn tạo điều kiện có niềm tin cho anh em khi mua hàng. Đây, các bạn xem nội cái đáy của đôi loa không nè. Đây là hai cái đáy của nó nè. Hai cái miếng miếng bông của nó mà còn mới vậy, bông hút âm ấy, còn mới vậy đó. Đây, mỗi cái thùng là ba miếng vậy nha. Hai miếng đó mình lấy ra để mình chụp cái phân tầng, chụp cái phân tầng ấy. Đây, bây giờ các bạn nhìn xem nè. Hai cái đế loa mà nó mới vậy đó, nó sạch trơn luôn, sạch bóng luôn. Vâng, rồi bây giờ mình xem từ từ nha. Đây là hai đây là cái củ mít và củ chép nè. Hai cái củ mít các bạn thấy không? Nó mới, cái bông ở trong này còn này. Đấy, cái củ mít này, các thông số made in Japan rồi. Rồi thông số của nó là 60W maximum nè. Đấy, thấy không? Và nó mới, cái đĩa này, cái củ này cũng mới, mới 7 màu luôn. Đấy, mình thấy nó bằng cái đĩa CD này. Đây các bạn, thế này dễ nhìn thấy hơn. Cái củ nó to vậy đó, bằng cái đĩa CD. Còn cái củ mid của nó là củ mid kèn luôn đấy. Maximum là 30W. Các thông số của nó rất đầy đủ các bạn nha. Đây, rồi các bạn xem những cái chỗ mà để gắn cái mid và cái chép vào này. Nó mới vậy đó, nó mới ghê không? Đây, rất mới, hai lớp mốt luôn. Nè, cái bông nó mới không? Ồ, của mực quá luôn. Đấy. Và nó có hai nút tinh chỉnh nè. Đấy. Mình phải giải phẫu ra như thế này. Riêng từng con ốc các bạn nghe. Những cái chữ trên này nó còn rất sắc nét luôn. Cái đôi này gần như chưa xài, chưa sử dụng luôn. Những cái caro mặt trước mà để tản âm này, mặt trước caro, hình caro này còn nguyên luôn. Đấy, rồi. Lứa là về cái phần mic và chép nha. Bây giờ mình đến cái phần bass nè. Cái bass 40. Cái sườn gang, cái sườn gang các bạn nhìn thấy này, nó cũng khá là lớn, cái củ khá là lớn, để cái đĩa CD vào mới có bấy nhiêu thôi các bạn. Đấy, rất to, to lắm. Và Sony này 380W cái bass này. Cho nên cái những cái loa mà chơi này thì chơi karaoke rất vô tư, tầm giá quá quá là bèo, tầm giá quá bèo. Nếu như so với một cặp 301 AV 16 triệu. So với cặp này thì hai cặp 301 AV nó không qua. Nếu các bạn muốn chơi karaoke. Đây, cái củ loa bên này các bạn xem tiếp luôn. Đây, nó mới không thể tải được đâu, mới như mới sản xuất mới ra lò. Đây, mình nói không ngoa nha, không có điểm trừ nha. Rồi, bây giờ mình đến mình khám phá cái phân tầng của này. Đây, cái phân tầng các bạn thấy cái tụ một bằng đá không? Rất đẹp luôn. Cái tụ bằng đá đều có tên Sony. Đấy, một cái phân tầng bên cái loa bên đó. Và bây giờ mình qua phân tầng loa bên này. Đấy, rất đẹp. Rồi, ok. Đôi loa, phải nói đôi loa không có chỗ chê, không có điểm trừ. Bây giờ mình sẽ đóng lại và
test một bản nhạc để các bạn xem. À, các bạn thấy không? Ở trong nó còn hai cái miếng bông ở trong này nè. Hai cái miếng bông tản âm ở trong cái thùng đấy. Mình lấy cái này đi lên là mình thấy nè. Đây. Đây, hai cái miếng bông. Rất hay. Đây các bạn. Rất đẹp. Mình lấy ra để câu để chụp hình đấy. Đây. Đây. Mỗi thùng 3 miếng như vậy. Nói chung tôi lo còn mỗi tuần. Kể cả lưới. Lưới thì không hề. Lưới mình dựng đây nè. Lưới đẹp keng luôn. Lưới đẹp keng luôn. Đây. Mình dán cái băng keo này là những con ốc mình tháo ra. Để khỏi thắt lại. Lưới đẹp keng. Đây cái lưới đấy. Riêng cái lưới không 5 kg rồi. Vâng. Bây giờ quý vị sẽ ráp vào nha. Rồi các bạn sẽ test chất âm. Các bạn để đeo tai nghe vào nghe nha.